Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Kinh tế 10 tháng qua tiếp tục ghi nhận những điểm sáng, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu với thị trường quốc tế khả quan. Mưa lũ khiến nhiều nơi tại Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 10, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán, gồm 4 chương 11 điều. Đặc biệt là điều 4 của quy định này đã chỉ rõ 22 mục gồm các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán bị nghiêm cấm. Hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm giảm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm, cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ của đối tượng kiểm tra cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là thông tin, tài liệu, hồ sơ đang trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng hoặc thanh tra, kiểm toán, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất, tham gia hoạt động vui chơi giải trí của đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan đến đối tượng kiểm tra, lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của mình, người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với đối tượng kiểm tra hoặc tổ chức cá nhân có liên quan nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với đối tượng kiểm tra, người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác, để người có quan hệ gia đình lợi dụng ảnh hưởng chức vụ quyền hạn của mình nhằm thao túng, can thiệp vào việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Không kiến nghị, đề xuất chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Không kiến nghị hoặc chỉ đạo xử lý thu hồi vật chất, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với các vi phạm khi tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Chỉ đạo hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật chưa được phép công bố hoặc không thực hiện đúng kết luận, kiến nghị về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi không đúng quy định với đối tượng kiểm tra. Sử dụng các tài liệu thẩm tra, xác minh không đúng mục đích. Quy định của Bộ Chính trị cũng nghiêm cấm việc bao che, tiếp tay, trì hoãn hoặc không kết luận, không xử lý, hoặc kết luận xử lý không đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, hoặc không báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Chiều ngày 31 tháng 10, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và dự kiến kế hoạch của năm 2024. Các đại biểu thống nhất cho rằng, dù trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có rất nhiều thách thức, song với nỗ lực trong điều hành của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều điểm sáng được ghi nhận, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục đưa đất nước vượt khó, đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kinh tế xã hội của nước ta 9 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi, chuyển biến tích cực hơn qua từng tháng, từng quý, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Mặc dù tình hình COVID-19 chưa có trong tiền lệ lịch sử, bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhưng đất nước ta đã đoàn kết, từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển. Nền tảng kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, thể hiện rất rõ Quốc hội, Chính phủ năng động, kiến tạo, hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, được cử tri, nhân dân đồng thuận, tín nhiệm cao. Tôi đặc biệt quan tâm và ấn tượng sự quyết liệt, mạnh mẽ, kiên định, kiên trì, đổi mới cách nghĩ, cách làm vì nhân dân của Quốc hội, Chính phủ, đưa nhiều dự án quan trọng đi vào vận hành, khởi động sau rất nhiều năm gián đoạn, có cả dự án kéo dài gần 20 năm.
Cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận Quốc hội, Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ tháo khó khăn cho doanh nghiệp, như đã liên tục 4 lần giảm mức lãi suất điều hành, tăng cường khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng tiêu dùng, xử lý tháo gỡ những khó khăn, hạn chế bất cập của thị trường, nhất là thị trường trái phiếu, bất động sản. Qua đó giúp doanh nghiệp, người dân giảm bớt được khó khăn và phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế hiện đang khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Điều này cho thấy tình hình sản xuất và kinh doanh đang đối mặt với nhiều khó khăn. Việc khơi thông nguồn vốn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn là nhiệm vụ cấp thiết ở thời điểm hiện tại. Tôi cho rằng bên cạnh việc xem xét điều chỉnh hạ lãi suất thì cần xem xét đánh giá lại cơ chế, thủ tục cho vay cũng như việc quản lý định hướng tín dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong năm chỉ tiêu chưa đạt của năm 2023, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội ước đạt 3,77 đến 4,76%, chỉ tiêu Quốc hội giao là 5 đến 6%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp chúng ta không đạt chỉ tiêu này. Điều đáng lo ngại là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đang có xu hướng giảm. Vì vậy, đề nghị Chính phủ đánh giá bổ sung 3 nguyên nhân và có giải pháp quyết liệt đối với chỉ tiêu này. Khi quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành sản xuất quan trọng, ngành sản phẩm cốt lõi của công nghệ cao, sống còn của thế giới, hiện đại như chất bán dẫn, chip, kim loại hiếm. Tuy nhiên, cho dù chúng ta thiện chí đến đâu, đầu tư hạ tầng nhà xưởng sẵn sàng thế nào, nhưng nếu chưa có ổ lót là lao động chất lượng cao, chuyên sâu, chuyển đổi và năng suất lao động được cải thiện thì làm sao đại bàng công nghệ có thể hạ cánh và đẻ trứng vàng cho chúng ta. Nhiều văn bản pháp luật còn mâu thuẫn chồng chéo bất cập, một số lĩnh vực cụ thể như sau. Lĩnh vực đấu giá có 27 nội dung mâu thuẫn chồng chéo bất cập vướng mắc. Lĩnh vực đất đai có 61 nội dung đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu rà soát các quy định của pháp luật còn chồng chéo vướng mắc bất cập và chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh bổ sung hoặc thay thế kịp thời. Tại phiên thảo luận vào chiều cùng ngày, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã nêu những tồn tại hạn chế ở lĩnh vực xã hội và đề xuất nhiều giải pháp. Một số đại biểu cho rằng, nửa nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã ban hành 37 luật, nghị quyết, làm cơ sở cho Chính phủ ban hành được khoảng 264 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành khoảng 71 quyết định, tạo khung pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy vậy, vẫn cần những giải pháp xử lý tận gốc rễ cho những bất cập tồn tại về mặt xã hội. Về mặt xã hội, đang có những vấn đề đặt ra đáng quan tâm, đó là sự bất bình đẳng trong đời sống và thu nhập. Nó thể hiện ở sự chênh lệch thu nhập mức sống giữa các tầng lớp lao động và dân cư. Về mặt đạo đức lối sống, có mặt xuống cấp đáng lo ngại, gây bức xúc trong xã hội. Vấn đề là cần đánh giá mức chênh lệch đó đang ở mức nào, đã dẫn đến nguy cơ xung đột xã hội hay chưa, để có giải pháp xử lý sao cho khoảng cách thu nhập ở mức thích hợp, để cho kinh tế vẫn tăng trưởng, xã hội vẫn ổn định. Có những trường hợp mà bây giờ ví dụ như là bán một cái căn hộ tập thể để dưỡng già thôi, nhưng mà các cụ già 80 tuổi phải trình giấy đăng ký kết hôn. Muốn làm được cái thủ tục đó thì phải cũng bẽn lẽn run rẩy dẫn nhau đi để đăng ký kết hôn lại. Không có đường nào khác cả. Chúng ta rất cẩn thận trong việc bảo đảm với tài sản cá nhân. Nhưng mà sự lạnh lùng đó của nền công vụ chúng ta, nhưng mà cái sự làm khó nhau ấy nó không có trong cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Văn hóa là nguồn lực phát triển, là nguồn lực nội sinh phát triển. Và đồng chí Tổng Bí thư đã nói rõ, trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người. Tránh cái chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí. Mà đó là con người thì trước hết là phải phát triển cái văn hóa công vụ, đạo đức công vụ. Trước đây và bây giờ cũng vẫn còn xảy ra lác đác là bệnh nhân phải tự mua thuốc. Thì tôi xin đặt lại câu hỏi một lần nữa là Bảo hiểm Y tế có trách nhiệm gì trong việc chi trả cho cái vấn đề mà tiền người dân phải tự bỏ ra để mua thuốc này? Bởi vì đây là quyền lợi của người dân và không cung ứng được là lỗi của chúng ta. Mặc dù ngành y tế đã hết sức nỗ lực và cũng đã có một số cải thiện trong những lĩnh vực mà tôi vừa trình bày, nhưng mà rất mong Chính phủ có cái bổ sung trong báo cáo để có thể phân tích rõ ràng, có thể phát huy những cái gì mà cần làm và giải quyết những tình trạng này tận gốc rễ. Về giải pháp lâu dài để ổn định tình hình, không tái diễn các hành vi vi phạm EU, Chính phủ theo thẩm quyền ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho các chủ tàu gặp khó khăn, có cam kết không vi phạm pháp luật về EU, nhằm chia sẻ những khó khăn cho các chủ tàu trong thời gian chờ ban hành và áp dụng các chính sách chuyển đổi nghề khai thác.
cơ bản thực hiện vượt cả ngày mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trước đó, trong sáng ngày 31 tháng 10, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến đối với quy định về việc thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Tôi thống nhất lựa chọn phương án 1 với lý do là để thống nhất trong công tác quản lý, hài hòa giữa quyền lợi của nhà đầu tư và khách hàng. Cụ thể là nếu bên mua, bên thuê mua được chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Phương án 2 đang quy định bên mua mặc dù không thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng nhưng phải nộp vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại ngân hàng để quản lý. Chủ đầu tư cũng có thể lợi dụng quy định này thiếu trách nhiệm, chây ý trong việc hoàn thành thủ tục, đồng thời vẫn hưởng lợi tức từ nguồn tiền 5% tổng hợp của nhiều khách hàng gửi lại. Cùng với đảm bảo quyền lợi cho bên mua trong giao dịch bất động sản, một số đại biểu cũng đề nghị có biện pháp để ngăn chặn, hạn chế hành vi thao túng thị trường bất động sản. Tại điểm A khoản 1 điều 14, khoản 2 điều 24 thì đều cho phép chủ đầu tư được bán nhà khi căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Nếu chủ đầu tư thua lỗ, phá sản, không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì có nguy cơ không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Do vậy, tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này. Nếu như được thì chúng ta quy định thẳng luôn một cái nội dung liên quan đến cái việc cấm chây ì trong việc bàn giao và quản lý sử dụng cái quỹ bảo trì nhà ở 2%. Là câu chuyện rất nhức nhối hiện nay. Chủ đầu tư thì phần lớn là đang lợi dụng cái khe hở của pháp luật của vấn đề này để mà chiếm đoạt và chiếm dụng những cái quỹ bảo trì 2%. Cá nhân tôi cho rằng thì cái hành vi thao túng trong thị trường bất động sản nó còn nguy hiểm, cũng không kém gì đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Và hiện nay chúng ta có bộ luật hình sự quy định điều 211 quy định về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Và hiện nay cái hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản thì nó có thể diễn ra rất tinh vi và nó dẫn đến cái tình trạng là bong bóng và giá trên trời so với giá thực tế. Thì cái chỗ này, hành vi này chúng ta cần phải cấm vào trong luật và đặc biệt phải có quy định rất cụ thể để loại trừ. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng cho ý kiến vào nhiều nội dung như cơ chế giải quyết tranh chấp, phân định phạm vi điều chỉnh tránh tạo chồng chéo giữa các luật. Thứ nhất là về cái giải thích từ ngữ. Chiều tối ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokosev đang thăm Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chân tình của Nga đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy của các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo. Đề nghị Nga đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đề nghị Nga tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Bộ trưởng Kolokosev khẳng định Nga coi trọng quan hệ truyền thống với Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác song phương giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác với phía Việt Nam vì thịnh vượng chung của nhân dân hai nước. Cũng trong chiều tối ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Park Hak-kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Samsung. Thủ tướng chúc mừng kết quả kinh doanh của tổ hợp Samsung Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế của Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Đánh giá cao việc Samsung tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Ông Park Hak-kyu bày tỏ ấn tượng với kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng qua, nhất là trong bối cảnh rất khó khăn của kinh tế thế giới với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Samsung xác định Việt Nam là cứ điểm toàn cầu quan trọng, mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ hoạt động của tập đoàn, trong đó có vấn đề liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Trước đề nghị của Samsung, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư,
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung. Chính phủ đã phối hợp tích cực, chặt chẽ với Quốc hội, nghiên cứu kỹ lưỡng, sớm xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp với tình hình và quy định của quốc tế cũng như của Việt Nam, đảm bảo lợi ích của các bên trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Sáng ngày 31 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 6, tới dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Với 10 trụ cột hợp tác đã được thiết lập bao phủ trên các lĩnh vực, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm và cùng ưu tiên dành nguồn lực để hiện thực hóa các cam kết trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Hội nghị năm nay tập trung vào các mục tiêu ưu tiên của Việt Nam như loại bỏ các rào cản trong sản xuất và kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đảm bảo khả năng tiếp cận, đổi mới trong ngành y tế, kinh tế số, nâng cấp từ thị trường chứng khoán cận biên lên mới nổi, thúc đẩy đầu tư bền vững và tích hợp chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bán dẫn. Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, còn Việt Nam là 110 đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, giá cả luôn được kiểm soát và giữ ổn định. Trong khi đó, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng, hỗ trợ tích cực cho các nhà sản xuất trong nước. Đáng chú ý là xuất siêu đạt trên 24,6 tỷ đô la Mỹ, chứng tỏ đường dây kết nối xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khách hàng thế giới vẫn được duy trì. Đây là những điểm sáng ấn tượng mà kinh tế Việt Nam đã đạt được từ đầu năm đến nay. Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả nước tăng ở mức 3,2%, tức là vẫn còn khá xa so với mục tiêu 4-4,5%. Điều này cũng có nghĩa là giá cả hàng hóa, dịch vụ được giữ ổn định và chỉ số giá tiêu dùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Năm ngoái và năm nay, đối với thế giới là lạm phát là một cái điểm rất nóng, nhưng Việt Nam thì vẫn lội ngược dòng và phải nói là luôn luôn là giữ vững được cái ổn định về giá cả thì nó mới hỗ trợ được cho tăng trưởng kinh tế. Giá cả ổn định cũng hỗ trợ cho sức mua và tiêu dùng trong nước được củng cố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sau 10 tháng ước đạt trên 5.105 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu giảm thì tiêu dùng, sức mua trong nước là sự hỗ trợ hữu hiệu cho các nhà sản xuất, phân phối nội địa và công ăn việc làm cho người lao động. Bán lẻ trong nước vẫn tăng thì như vậy nó sẽ giúp cho các nhà sản xuất mà có kênh phân phối thị trường trong nước được ổn định, cũng như là giúp cho các nhà bán lẻ như chúng tôi có thể duy trì được kết quả kinh doanh. Một điểm đáng chú ý trong 10 tháng qua đó là cán cân thương mại của Việt Nam đã đạt được mức xuất siêu cao kỷ lục khi đạt trên 24,6 tỷ đô la Mỹ. Thị trường thế giới liên tục có những biến động lớn và dù kim ngạch cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, nhưng hàng hóa Việt Nam vẫn duy trì được giao thương ổn định với các thị trường nước ngoài. Cả xuất cả nhập đều giảm, nhưng trong đó thì nhập khẩu giảm nhiều hơn là xuất khẩu. Do đó là nó mới có cái thặng dư thương mại là 24,6 tỷ đô. Thể hiện đây là một cái sự là rất cố gắng của Việt Nam và cái hàng hóa của Việt Nam vẫn là được kết nối với thế giới. Kết nối lại các cái thị trường xuất khẩu để giải quyết cái công ăn việc làm, các cái chính sách để cho các địa phương chủ động hơn, phân cấp phân quyền mạnh hơn thì hy vọng sẽ phục hồi được nền kinh tế. Ngoài ra, trong 10 tháng qua, lượng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước đạt 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sự tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn. Đáng chú ý trong phần tiếp theo, Việt Nam vô địch cuộc thi tấn công để tìm lỗ hổng bảo mật lớn nhất thế giới, đánh dấu sự bứt phá mới của ngành an toàn thông tin Việt Nam. Câu chuyện của một xã miền núi của tỉnh Quảng Bình thuộc vùng rốn lũ đã trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới sẽ có trong phần cuối của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, các chuyên gia thuộc công ty an ninh mạng Viettel vừa xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Pow2O Toronto 2023. Đây là lần đầu tiên một công ty an ninh mạng Việt Nam đứng nhất toàn đoàn tại cuộc thi tấn công mạng uy tín và lớn nhất thế giới. 16 chuyên gia an toàn thông tin phần lớn dưới 26 tuổi đến từ công ty an ninh mạng Viettel đã tấn công kiểm thử vào các thiết bị mục tiêu, đạt điểm tuyệt đối tại 7/7 hạng mục
trở thành nhà vô địch thế giới. Pow2O là cuộc thi tấn công mạng được tổ chức thường niên từ năm 2007, được ví như là World Cup của giới bảo mật. Việc phát hiện các lỗ hổng bảo mật giúp nâng cao an toàn của người dùng trước khi bị kẻ xấu tấn công. Kết quả này đánh dấu sự bứt phá mới của ngành an toàn thông tin Việt Nam khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại một giải đấu quốc tế danh giá. Ngày 31 tháng 10 tại Hàn Quốc, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương ABU đã trao giải thưởng kỹ thuật truyền hình xuất sắc của năm cho Đài Truyền hình Việt Nam với hệ thống nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đài Truyền hình Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 15 đề cử để đạt giải thưởng lần này. Nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go là kết quả trong nỗ lực chuyển đổi số của Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện suốt 10 năm qua, từ việc đầu tư hạ tầng sản xuất chương trình đồng bộ trên công nghệ số, số hóa kho tài nguyên nội dung, sẵn sàng cho xu thế chuyển dịch khán giả từ TV truyền thống sang nền tảng Internet. VTV Go đã được cài đặt và sử dụng trên 42 triệu thiết bị, hơn 8 triệu khán giả thường xuyên sử dụng tại Việt Nam và hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hàng triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Giải thưởng kỹ thuật truyền hình xuất sắc là giải thưởng thường niên của ABU nhằm vinh danh các sản phẩm và cá nhân thuộc hiệp hội có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ truyền hình. Quay trở lại với các thông tin trong nước, sau nhiều ngày mưa lớn cùng với thủy điện hố hô xả lũ đã khiến cho nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh như Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Huyện Hương Khê là địa phương mưa lũ diễn biến phức tạp nhất và từ chiều ngày 30 tháng 10, nước lũ lên nhanh đã khiến cho hàng trăm nhà dân bị ngập, nhiều tài sản bị hư hại. Và ngay khi nước rút, người dân đã nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa và sớm ổn định cuộc sống. Từ sáng sớm nay, nước lũ bắt đầu rút. Các hộ dân bị ngập sâu đã quay trở về nhà để lau dọn nhà cửa. Thủ đô lề trong nhà là ướt hết. Rồi thì gà thì bị cuốn trôi. Hai trường mầm non và tiểu học Hương Đô bị ngập sâu hơn 1 mét. Ngay sáng nay, các giáo viên đã tập trung dọn dẹp, nhưng công tác này cũng gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình phụ huynh cũng là ở đấy cũng ngập lụt nhiều, nên là chỉ được một số ít cố để làm ở đấy, nên là cái việc khắc phục cũng rất là khó khăn. Lực lượng quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tích cực triển khai phương án tìm kiếm người mất tích. Đã kịp thời để mà cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng nhân dân để cung cấp các cái nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm cho bà con. Mưa lũ tại Hà Tĩnh đã khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích. Còn một số xã vùng hạ lưu của thủy điện Hồ Hô vẫn đang bị lũ chia cắt như xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Đô. Dự kiến 1 đến 2 ngày nữa nước lũ mới rút hẳn, khi đó người dân mới có thể ổn định lại cuộc sống. Từ tối và đêm ngày 31 tháng 10, vùng mưa lớn ở Trung Bộ sẽ dịch xuống phía Nam, tập trung ở Thừa Thiên Huế tới Bình Định. Dự báo mưa lớn ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ kéo dài ít nhất đến thứ Năm tuần này. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông. Mưa lớn còn gây ra một đợt lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế tới Phú Yên trong đêm nay và 2 ngày tới. Dự báo đỉnh lũ sẽ từ mức báo động 1 đến trên báo động 2. Còn ở Hà Tĩnh thì mặc dù mưa giảm nhưng lũ trên sông Ngàn Sâu vẫn dao động ở mức cao. Đêm 30 và sáng ngày 31 tháng 10, dự báo mực nước tại trạm Hòa Duyệt sẽ ở trên mức báo động 2. Cảnh báo tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục xảy ra tại huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Can Lộc. Thưa quý vị, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình là xã miền núi được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và hệ thống hang động độc đáo cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc, vốn được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Đời sống của người dân vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng cùng với các yếu tố về cảnh quan, những sáng kiến trong việc dùng du lịch để bảo tồn văn hóa truyền thống, tôn vinh sự đa dạng sinh học và thích ứng với thời tiết đã khiến cho ngôi làng nhận được sự vinh danh cao quý của Tổ chức Du lịch Thế giới, trở thành ngôi làng du lịch tốt nhất thế giới. Vậy làm thế nào để từ một vùng rốn được xem là rốn lũ lại trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới? Hãy cùng chúng tôi đến với làng Tân Hóa, tỉnh Quảng Bình trong phóng sự sau đây. Hàng năm được cái mùa mưa lụt á là phải kiểm tra cái thùng phi. Nếu mà rò rỉ thì thay cái thùng mới. Cái dây buộc này hẳn đứt hoặc là hẳn hán rỉ thì mình thay lại cái dây mới cho đảm bảo.
Kể từ khi sáng kiến mô hình nhà nổi tránh lũ ra đời, người dân làng Tân Hóa đã từng bước thích ứng với các điều kiện thời tiết nơi đây. Nói tóm lại là chứ do cái địa hình địa lý cho nên là chứ bà con xác định là chúng ta phải có nhiều cái giải pháp chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để thích ứng với lũ, sống cho an toàn. Từ mô hình nhà nổi chống lũ, công ty du lịch Osalit cùng với người dân làng Tân Hóa đã phát triển mô hình các homestay thích ứng thời tiết. Sản phẩm sẽ được khai thác quanh năm kể cả trong mùa lũ, để ngoài khám phá hệ thống hang động Tú Làn thì du khách có thêm trải nghiệm về cuộc sống của người dân bản địa, đồng thời khắc phục tính thời vụ của hoạt động du lịch do ảnh hưởng của thời tiết. Khi mà tổ chức các cái tour mà du lịch thích ứng thời tiết á, là để du khách có cái hình dung về cuộc sống của người dân địa phương ở đây cái trong cái suốt quá trình mà lũ lụt diễn ra và thay đổi cái cách nhìn của du khách về cái vùng rốn lũ, doanh thu nó sẽ hỗ trợ về cộng đồng người địa phương ở đây để khắc phục các cái hậu quả mà sau lũ lụt cho dân địa phương ở đây. Với những sản phẩm khai thác từ chính bất lợi của thiên tai, từng ngày một ngôi làng này trở thành làng du lịch thích ứng thời tiết với những trải nghiệm khác biệt mang đến cho du khách. Chúng tôi mới đến đây vài ngày, chúng tôi đã tham gia vào các chuyến tham quan rừng nhiệt đới, khám phá hang động. Chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống ở đây, đi dạo quanh làng. Khung cảnh thực sự đẹp đến nghẹt thở, rất khác biệt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chính nhờ những thành công trong việc thúc đẩy du lịch trở thành một trụ cột trong phát triển nông thôn, phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch bền vững của Liên Hợp Quốc, mà Tân Hóa đã được chọn là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Đây cũng là định hướng của tỉnh Quảng Bình khi đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Tân Hóa trở thành làng du lịch thích ứng với thời tiết độc đáo của Việt Nam và thế giới, trở thành điểm đến đáng nhớ của du khách. Thật là tự hào ở một cái sân chơi toàn cầu mà đại diện Việt Nam, Tân Hóa là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Mô hình làng du lịch Tân Hóa thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ rất là phù hợp với cái xu hướng của thời đại là du lịch xanh, du lịch gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với văn hóa bản địa, đặc biệt là cái lối sống của người dân đã được tô điểm trở thành những cái giá trị hấp dẫn thu hút khách. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì có làng Tân Hóa từ Việt Nam được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Tôi tin rằng giải thưởng này sẽ có tác động mạnh mẽ để ngôi làng có nhiều du khách trong tương lai và du khách nước ngoài khi đến ngôi làng sẽ đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của làng. Và câu chuyện của làng du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.